Tin đồn hẹn hò vẫn còn nóng hổi, bạn gái Đoàn Văn Hậu đã bị mỉa mai cáo già. Dính tin đồn hẹn hò với cầu thủ Đoàn Văn Hậu đồng nghĩa với việc Doãn Hải My bị soi xét mọi điều. Gây chú ý mới đây về chuyện tình cảm của các cầu thủ là Đoàn Văn Hậu sau khi chia tay bạn gái Hoàng Anh Ốc, chàng hậu vệ đã được cho là có người mới. Nghi án bắt đầu khi mọi người phát hiện trên Instagram cá nhân, Văn Hậu chỉ theo dõi mỗi cô gái có tên Doãn Hải My. Về phần Hải My, cô cũng đáp lễ khi theo dõi chân sút gốc Thái Bình. Dù chỉ là phán đoán từ dân mạng, song ngay từ khi có tin đồn, danh tính về người mới của Đoàn Văn Hậu nhanh chóng được truy tìm. Được biết, Doãn Hải My sinh năm 2001, sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội. Cô là ứng viên đăng ký cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm nay. Sở hữu ngoại hình nổi bật, thành tích học tập của cô cũng làm bao người trầm trồ. 12 năm đều là học sinh giỏi, tiếng Anh IELTS 7.0, thành thạo tiếng Trung. Ngoài việc chơi tốt piano từ nhỏ, cô cũng có năng khiếu hát, vẽ và múa. Những thông tin về Hải My khi được tiết lộ khiến nhiều người trầm trồ. Song bên cạnh sự ngưỡng mộ, ủng hộ Hải My với Đoàn Văn Hậu thì cô nàng cũng nhận phải không ít bình luận tiêu cực. Theo đó, dưới bức ảnh mới nhất của Hải My, dù không chia sẻ bất kỳ điều gì liên quan đến chuyện tình cảm đang được nhắc đến, song cô vẫn nhận phải không ít lời mỉa mai. Đẹp cỡ mấy cũng không nên phô trương, đừng làm người thứ ba rồi chen vào mối quan hệ của người khác, đừng nghĩ tai tiếng cầu thủ mà chen vào. Người này cho rằng chính Doãn Hải My là nguyên nhân khiến Đoàn Văn Hậu và Hoàng Anh Ốc chia tay. Tài khoản cũng bóng gió về việc cô dựa hơi chàng cầu thủ để đẩy mạnh tên tuổi. Hay có người còn so sánh nhan sắc của Doãn Hải My với Hoàng Anh. Tôi sẽ không nói bà này xấu hơn chị Hoàng Anh Ốc nhiều đâu. Đỉnh điểm, một người còn dùng lời xúc phạm gọi bạn gái tin đồn của Văn Hậu là đồ cáo già. Trước tin đồn hẹn hò, hiện cả Văn Hậu và Hải My vẫn chưa có bất kỳ động thái nào. Việc Hải My phải chịu những bình luận khiếm nhã không phải là điều khó hiểu. Trước cô, rất nhiều nàng quốc cũng rơi vào trường hợp tương tự, dù đang yêu hay chỉ là bạn gái tin đồn của cầu thủ. Trước đó, bạn gái cũ của Đoàn Văn Hậu cũng đang trạng thái ẩn ý khi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My liên tục úp mở chuyện yêu đương. Từng là một trong những mối tình đẹp của làng bóng đá Việt Nam, Đoàn Văn Hậu và Hoàng Anh Ốc sau chia tay vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt là trong thời gian vừa qua, nam cầu thủ vướng tin đồn hẹn hò với người đẹp Doãn Hải My khiến cho mọi nhất cử nhất động của người trong cuộc luôn trong tầm ngắm của cư dân mạng. Sau những ngày tháng vui vẻ với cuộc sống độc thân, thì mới đây bạn gái cũ của Đoàn Văn Hậu đăng tải hình ảnh khoe dáng nuột nà cùng dòng trạng thái ẩn ý khiến người hâm mộ thê nhau đoán già đoán non. Cụ thể cô nàng viết: anh chụp nét vào nhé vì em không muốn chúng ta mập mờ. Vì thế mà ngay sau đó, dòng trạng thái này đã khiến nhiều cư dân mạng tò mò. Bên cạnh ý kiến cho rằng cô nàng chỉ đăng cho vui thì không ít người lại đồn đoán rằng cô nàng đang muốn nhắc đến tình cũ Đoàn Văn Hậu. Bởi những ngày qua, dù bị dân mạng liên tục soi ra loạt bằng chứng hẹn hò, nhưng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vẫn nhất quyết giữ im lặng về chuyện tình cảm của mình và không công khai. Được biết, Hoàng Anh đang là sinh viên của trường Đại học Lao động Xã hội, cô nàng sinh năm 1999. Cô cũng sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng gu thời trang gợi cảm, được dân tình đánh giá rất cao. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.